cải tạo nhà rồi cho thuê bay lắc. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước ngày 30 tháng 3 thông tin về việc bắt quả tang nhóm nam, nữ thanh niên bay lắc trong một căn nhà thuê ở phường Long Phước, thị xã Phước Long. Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện Nguyễn Thanh Huy, còn gọi là Huy Rùa, 41 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, thuê một căn nhà ở khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long để tổ chức cho khách bay lắc thu tiền. Để tránh bị phát hiện, Huy Rùa đã sửa chữa, cách âm cho căn nhà, mua thêm dàn âm thanh, ánh sáng. Sau khi nắm bắt sự việc, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long đột kích, bắt quả tang Huy Rùa cùng 7 người khác đang bay lắc trong tiếng nhạc tại căn nhà trên. Tang vật bị thu giữ là một đĩa sành có chất ma túy kentamin, dạng khay, chưa sử dụng hết, một gói chất bột màu trắng và một số vật dụng khác. Qua test nhanh, cả 8 người đều dương tính với chất ma túy. Công an thị xã Phước Long đang tạm giữ hình sự 4 người gồm Nguyễn Thành Huy, Vũ Thành Long, 32 tuổi, Phạm Duy Thắng, 31 tuổi và Lê Công Khanh, 35 tuổi, cùng ngụ thị xã Phước Long. Riêng 4 cô gái đã bị lập hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định.